Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay, giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhẹ, giá xăng dầu quốc tế tiếp tục giảm, mức mốc 85 đô la Mỹ mỗi thùng. Giá đô la Mỹ thế giới giảm nhẹ. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Kết phiên giao dịch 5 tháng 10, giá vàng miếng 4 số 9 tại SJC thành phố Hồ Chí Minh được mua vào ở mức 68,3 triệu đồng mỗi lượng và bán ra ở mức 69 triệu đồng mỗi lượng. Còn giá vàng miếng 4 số 9 tại SJC Hà Nội được niêm yết ở mức 68,3 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 69,02 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Giá vàng quốc tế giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 21 giờ 54 phút ngày 5 tháng 10 giờ Việt Nam ở mức 1.818,4 đô la Mỹ mỗi ounce, còn giá vàng kỳ hạn ở mức 1.832,1 đô la Mỹ một ounce. Trên thị trường chứng khoán, ở phiên giao dịch 5 tháng 10, VN Index giảm 14,78 điểm xuống 1.113,89 điểm, HNX Index giảm 2,19 điểm xuống 228,01 điểm, Upcom Index giảm 0,68 điểm xuống 86,79 điểm. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm 5 tháng 10 ở mức 24.084 đồng mỗi đô la Mỹ, giảm 1 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường quốc tế có xu hướng tiếp đà giảm mạnh từ hai phiên trước. Theo giới phân tích, giá xăng dầu lao dốc bởi nhu cầu nhiên liệu sụt giảm và bức tranh kinh tế vĩ mô ảm đạm hơn. Giá dầu Brent đã mức mốc 85 đô la Mỹ mỗi thùng, còn giá dầu WTI về mức 83 đô la Mỹ một thùng. Tại thị trường trong nước, giá các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 2 tháng 10 của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Theo đó, giá xăng được điều chỉnh giảm mạnh, còn giá dầu giữ nguyên trừ dầu mazut. Cụ thể, giá xăng E5 hạ về mức 23.500 đồng một lít, giá xăng RON 95 giảm xuống mức 24.800 đồng mỗi lít, giá dầu diesel là 23.590 đồng một lít, giá dầu hỏa không cao hơn 23.810 đồng một lít, giá dầu mazut giảm về mức 17.452 đồng một ký. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.